Hello, mình chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ test cái máy 62 cơ lai anh ạ. Đây là cái volume phía bên tay phải là volume chỉnh mạnh yếu nè. Volume bên đây là volume chỉnh băm nhanh băm chậm. Còn đây là công tắc số. Đây là số 1 và qua đây là số 2. Đây là công tắc băm và qua đây là chế độ nắn lì. Đây. Đây băm bây giờ mình sẽ test cái phần băm số 1 anh em xem nha. Đó. Băm số 1. Yếu rồi nè. Yếu là con đèn vẫn sáng được luôn nha, mới có 50 á, này 50 à, tăng lên nè, đó. Rồi số 2, đó các anh em thấy sáng hơn không? Nè để em nhấp vào số 1 với số 2 cho anh em xem nè, số 2 nè, số 1 nè, số 1 nó yếu hơn nè, số 2 nè. Rồi đánh lì, lì số 1. Số 2. Số 2 các anh em thấy ghê họ à. Rồi, đây là cái dây này là dây rút là dây ga giật, còn dây không rút là thả mát nha. Máy này không được chập giật anh em, không kẹp lộn cọc luôn nha. Đây là kẹp trừ, đây là kẹp cộng, cứ ghi rõ hết. Cò bóp. Đây. Không kẹp lộn cọc. Không chập giật. Không cho dây giật đụng vô vỏ nhôm luôn nha. Các anh em xài lưới gì mình. Còn đây là dây vàng là dây cộng. Kẹp cộng dây xanh là dây kẹp trừ. Rồi các anh em là xài cái dòng hà cái máy này ông khách ổng ở Cần Thơ mà ảnh đặt em cũng lâu lắm rồi nhưng mà em chưa có nhập nhôm với linh kiện về. Nên em nhập về em sẽ làm để test máy rồi sẽ gửi lên nhanh nhất cho anh luôn. Đây. Máy của anh đây. Đợi cũng khách này cũng nhiệt tình lắm, đợi cũng cả tháng nè. Rồi các anh em nào xài cứ liên hệ với mình nha. 82 cơ lai. Rồi chào anh em nha. Các anh em nào xài đây.